Thưa quý vị, phản ánh đến chương trình tiếp tục sẽ là phản ánh liên quan đến dự án 93 Láng Hạ hay còn có tên là Green Diamond mà VTC9 đã đưa tin trong các bản tin trước đó. Không những để sự việc thanh sắt từ công trường rơi xuống nhà người dân đâm thủng mái nhà, mà theo người dân tại đây, tình trạng cẩu tháp thi công hoạt động ra ngoài phạm vi công trường cũng đang gây nguy hiểm cho người dân nơi đây. Theo người dân, dự án 93 Láng Hạ có tên là Green Diamond là tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng và 3 tầng hầm. Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần bất động sản Vinaconex. Tuy nhiên, công trình này thường xuyên để cẩu trục tháp của dự án vươn dài ra ngoài đường Láng Hạ, gây lo sợ nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua tuyến đường. Người dân cho rằng, thời gian qua ở Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn do cẩu tháp thi công công trình xây dựng nhà ở, chung cư cao tầng, đường sắt trên cao gây ra. Sau những sự cố, các cơ quan chức năng sốt sáo kiến nghị xử lý nghiêm vụ việc, kiểm soát nhiều công trình có cẩu tháp. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để, khiến người dân không khỏi lo lắng.